xin chào tất cả các bậc phụ huynh, chào tất cả các bé thân yêu. Cô tên là Võ Thị Diệu My, giáo viên lớp nhẫn năm trường mầm non Hướng Dương. Hôm nay cô rất vui khi được gặp lại quý phụ huynh và các con trong hoạt động làm quen với văn học với đề tài kể chuyện món quà của cô giáo, và cô nhờ quý phụ huynh hãy hướng dẫn lại cho các con làm quen với câu chuyện này nhé. Cô mời quý phụ huynh cùng nghe câu chuyện món quà của cô giáo nhé. Câu chuyện món quà của cô giáo. Hôm thứ hai đầu tuần, cô giáo Hưu Sao nói với cả lớp mẫu giáo lớn: các con sắp được nghỉ hè rồi. Tuần này, ai được phiếu bé ngoan, cô sẽ tặng cho một món quà. Từ hôm ấy, bé nào cũng cố gắng hát hay hơn, múa dẻo hơn và trật tự hơn khi ngồi trong lớp. Đến ngày thứ bảy, cả lớp mẫu giáo lớn hồi hộp vì bé nào cũng thích được cô giáo cho quà mà. Hết giờ ra chơi, trong lúc các bé xếp hàng, cún đốm bá vai gấu xù, khiến cho gấu xù xô vào mèo khoang, làm mèo khoang ngã nhào xuống đất, đầu gối bị chảy ra, thâm tím. Mèo khoang đau quá, liền khóc oa lên. Cô giáo Hưu Sao phải lấy dầu xoa bóp vào chỗ đau cho mèo khoang. Giờ sinh hoạt cuối tuần, cô khen cả lớp: tất cả các con đều xứng đáng nhận phiếu bé ngoan và nhận quà của cô. Rồi cô đi từng bàn phát quà và phát phiếu bé ngoan cho các bạn. Nào là những con búp bê, thú nhồi bông trông thật ngộ nghĩnh. Lại có bạn được cô tặng cho chiếc bút chì để tập viết hoặc kẹo sô-cô-la. Đến lượt gấu xù, cô tặng cho gấu xù một cái ô tô đỏ rất đẹp. Nhưng cậu cứ cúi mặt nhìn xuống, không đưa tay ra nhận quà. Cô giáo dịu dàng nói: gấu xù làm sao thế? Thưa cô, con không ngoan ạ. Con hãy nói cho cô nghe nào. Thưa cô, con đã xô vào mèo khoang làm bạn ấy bị ngã. Cô Hưu Sao nhìn gấu xù trìu mến rồi nói: đó là lúc xếp hàng, con đi hơi nhanh nên lỡ xô vào bạn. Con không cố ý làm bạn ngã, phải không nào? Thưa cô, lỗi tại con ạ. Chính con đã bá vai bạn gấu xù ạ. Cô giáo Hưu Sao gật đầu: cô hiểu rồi. Lần sau, khi xếp hàng, các con đứng đua nghịch, xô đẩy nhau. Còn hôm nay, gấu xù và cún đốm vẫn được nhận quà vào phiếu bé ngoan vì các con đã thật thà, dũng cảm, nhận khuyết điểm của mình. Nói rồi, cô giáo tặng cho mỗi bạn một chiếc ô tô đồ chơi rất đẹp. Chắc hẳn đó là đồ chơi mà hai bạn quý nhất trong năm học mẫu giáo này. Cô mời quý phụ huynh cùng nghe lại câu chuyện món quà của cô giáo lần nữa nhé. Câu chuyện món quà của cô giáo. Hôm thứ hai đầu tuần, cô giáo Hưu Sao nói với cả lớp mẫu giáo lớn: các con sắp được nghỉ hè rồi. Tuần này, ai được phiếu bé ngoan, cô sẽ tặng cho một món quà. Từ hôm ấy, bé nào cũng cố gắng hát hay hơn, múa dẻo hơn và trật tự hơn khi ngồi trong lớp. Đến ngày thứ bảy, cả lớp mẫu giáo lớn hồi hộp vì bé nào cũng thích được cô giáo cho quà mà. Hết giờ ra chơi, trong lúc các bé xếp hàng, cún đốm bá vai gấu xù, khiến cho gấu xù xô vào mèo khoang, làm mèo khoang ngã nhào xuống đất, đầu gối bị chảy ra, thâm tím. Mèo khoang đau quá, liền khóc oa lên. Cô giáo Hưu Sao phải lấy dầu xoa bóp vào chỗ đau cho mèo khoang. Giờ sinh hoạt cuối tuần, cô khen cả lớp: tất cả các con đều xứng đáng nhận phiếu bé ngoan và nhận quà của cô. Rồi cô đi từng bàn phát quà và phát phiếu bé ngoan cho các bạn. Nào là những con búp bê, thú nhồi bông trông thật ngộ nghĩnh. Lại có bạn được cô tặng cho chiếc bút chì để tập viết hoặc kẹo sô-cô-la.
Đến lượt gấu xù, cô tặng cho gấu xù một cái ô tô đỏ rất đẹp. Nhưng cậu cứ cúi mặt nhìn xuống, không đưa tay ra nhận quà. Cô giáo dịu dàng nói: "Gấu xù làm sao thế?" "Thưa cô, con không ngoan ạ." "Con hãy nói cho cô nghe nào." "Thưa cô, con đã xô vào mèo hoang làm bạn ấy bị ngã." Cô hưu sao nhìn gấu xù chiều mến rồi nói: "Đó là lúc xếp hàng, con đi hơi nhanh nên lỡ xô vào bạn. Con không cố ý làm bạn ngã, phải không nào?" "Thưa cô, lỗi tại con ạ. Chính con đã bá vai bạn gấu xù ạ." Cô giáo hưu sao gật đầu: "Cô hiểu rồi. Lần sau, khi xếp hàng, các con đứng đua nghịch, xô đẩy nhau. Còn hôm nay, gấu xù và cún đốm vẫn được nhận quà vào phiếu bé ngoan vì các con đã thật thà, dũng cảm, nhận khuyết điểm của mình." Nói rồi, cô giáo tặng cho mỗi bạn một chiếc ô tô đồ chơi rất đẹp. Chắc hẳn đó là đồ chơi mà hai bạn quý nhất trong năm học mẫu giáo này. Vừa rồi, quý phụ huynh vừa nghe câu chuyện rất là hay đúng không nào? Câu chuyện kể về lớp học của cô.